Sáng nay, ngày 26 tháng 4, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội thảo nâng cao hiệu quả quản lý khai thác và sử dụng nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm nông sản được cấp văn bằng bảo hộ. Dự hội thảo có lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh, liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố, Liên minh hợp tác xã tỉnh, các chuyên gia tư vấn độc lập, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Hiện trên địa bàn tỉnh Sơn La có 24 sản phẩm nông lâm thủy sản được cấp văn bằng bảo hộ, trong đó chỉ dẫn địa lý 3 sản phẩm, nhãn hiệu chứng nhận 18 sản phẩm, nhãn hiệu tập thể 3 sản phẩm. Để phát huy hiệu quả và giá trị của văn bằng bảo hộ, tại hội thảo đã đánh giá thực trạng hoạt động quản lý khai thác và sử dụng nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý các sản phẩm nông sản đã được cấp văn bằng bảo hộ. Sự cần thiết phải đăng ký chỉ dẫn địa lý đối với các sản phẩm nông sản của tỉnh Sơn La đã được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm nông sản của tỉnh ra nước ngoài giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm mở rộng thị trường tiêu thụ thực trạng cấp và quản lý mã số vùng trồng đối với các sản phẩm nông sản xuất khẩu của tỉnh giải pháp giao dịch điện tử trong việc tiêu thụ sản phẩm nông sản tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc minh bạch thông tin nguồn gốc sản phẩm gắn với kết nối cung cầu cho sản phẩm được bảo hộ nhãn hiệu tỉnh sơn la giải pháp xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm nông sản mang nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý giải pháp trong quản lý phát triển chỉ dẫn địa lý xoài tròn yên châu giải pháp của ủy ban nhân dân huyện sông mã trong duy trì phát triển nhãn hiệu định hướng phát triển sản phẩm đã xây dựng nhãn hiệu cũng như đối với các sản phẩm có tiềm năng xây dựng nhãn hiệu xây dựng và phát triển thương hiệu chè phổng lái thuận châu đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật nâng cao chất lượng đa dạng hóa sản phẩm cà phê mang chỉ dẫn địa lý và khắc phục ô nhiễm môi trường những thuận lợi khó khăn trong quá trình đưa sản phẩm cà phê mang chỉ dẫn địa lý xuất khẩu ra các thị trường thông qua hội thảo đã đánh giá được tình hình quản lý và sử dụng nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý các sản phẩm nông sản được cấp văn vàng bảo hộ để có giải pháp đồng bộ nhằm từng bước nâng cao giá trị thương mại gắn với ứng dụng công nghệ thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm cho các sản phẩm nông sản được cấp văn vàng bảo hộ